iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max có giá bao nhiêu? Theo đại diện Apple, iPhone 11 sẽ được bán ra với 6 phiên bản màu sắc gồm trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, vàng và tím. Giá khởi điểm của thiết bị này là 699 đô la Mỹ, khoảng 16,2 triệu đồng. Đây sẽ là phiên bản nâng cấp của chiếc iPhone XR, với mẫu điện thoại cao cấp hơn là chiếc iPhone 11 Pro, máy sẽ có giá khởi điểm 999 đô la Mỹ, khoảng 23,2 triệu đồng. Trong khi đó, 1099 đô la Mỹ, khoảng 25,6 triệu đồng, là giá bán khởi điểm của iPhone 11 Pro Max tại sự kiện ra mắt. Đại diện Apple cho biết việc đặt hàng cho bộ đôi iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max sẽ được thực hiện từ thứ 6, ngày 13 tháng 9 năm 2019. Sau đó, máy sẽ chính thức bán ra thị trường kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019. Có một chi tiết đáng chú ý khi mà giống như Samsung, Apple cũng tung ra chính sách thu cũ đổi mới cho những người có nhu cầu nâng cấp máy. Theo đó, Người dùng iPhone 8 Plus muốn nâng cấp lên iPhone 11 sẽ phải trả thêm 399 đô la Mỹ cùng với chiếc điện thoại cũ. Với iPhone 11 Pro, Apple có chính sách thu đổi iPhone X cộng 599 đô la Mỹ để lấy iPhone 11 Pro. Người dùng cũng có thể dùng iPhone X cộng 699 đô la Mỹ để đổi lấy iPhone 11 Pro Max.